Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Sự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đại tá Đinh Đình Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, năm 2023, công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương địa phương đã được triển khai, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, đối ngoại, thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được tăng lên, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất. Năm 2024, Bộ Quốc phòng đề nghị các bộ ngành trung ương, quân khu địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, công tác đăng ký tuyển chọn công dân nhập ngũ, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Dịp này, Bộ Quốc phòng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2045.